sang phần tin thế giới. Sri Lanka sẽ không gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp vốn được áp đặt hồi tháng 7 nhằm kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ. Phóng viên thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin. Lệnh tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Indonesia ban bố sẽ hiệu lực vào thứ năm 18/8. Các quy định về tình trạng khẩn cấp cho phép quân đội và cảnh sát được bắt giữ và tạm giam các nghi phạm gây rối trong thời gian dài. Đất nước 22 triệu dân Sri Lanka đang phải vật lộn trong tình trạng thiếu thốn các mặt hàng thiết yếu. Sri Lanka đã cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối từ cuối năm ngoái nên không thể nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài. Nước này đã tuyên bố dừng thanh toán khoản nợ trị giá 51 tỷ đô la từ giữa tháng 4 và hiện đang đàm phán với quỹ tiền tệ quốc tế. Về các gói cứu trợ, Sri Lanka còn đang phải đối mặt với tình trạng siêu lạm phát với tỷ lệ đã lên tới 60,8%. Nội các Thái Lan ngày hôm qua đã thông qua một đạo luật đảm bảo khoản vay lên tới 150 tỷ bạc, tức là khoảng 1,23 tỷ đô la Mỹ cho quỹ dầu mỏ nhà nước nhằm trợ giá năng lượng giúp chính phủ chống lạm phát. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin. Đạo luật này sẽ vẫn cần được hội đồng nhà nước, cơ quan tư vấn pháp lý cho chính phủ xem xét trước khi chỉnh quốc hội thông qua. Giá năng lượng tăng kéo theo lạm phát tăng cao hơn, không chỉ cản trở quá trình phục hồi kinh tế ở Thái Lan mà còn làm cạn kiệt ngân khố của đất nước vào thời điểm quốc gia này đang rất cần tiền để ứng phó với những thảm họa kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra. Các khoản trợ cấp thấp hơn đối với nhiên liệu không chỉ làm tăng giá bán lẻ dầu diesel và khí đốt tự nhiên hóa lỏng mà còn kéo giá điện chạm mức cao kỷ lục kể từ tháng 9 sau khi Ủy ban điều tiết năng lượng Thái Lan tăng giá nhiên liệu trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022. Bulgaria, báo cáo của Viện Thống kê Quốc gia cho biết là lạm phát của nước này được ghi nhận ở mức kỷ lục 17,3% trong tháng 7 của năm nay. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 của năm 1980, của năm 1998 tới đây. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Báo cáo cho biết lạm phát của Bulgaria đang ở mức tăng kỷ lục và có thể sẽ tiếp tục tăng trong tháng 8. Viện Thống kê Quốc gia cũng cho biết tăng giá cao được ghi nhận ở nhóm vui chơi giải trí văn hóa ở mức tăng 7,4%. Tiền điện, nước, ga và nhiên liệu cũng tăng ở mức trên 5%. Tuy nhiên, mức giảm được ghi nhận ở các mặt hàng quần áo và giày dép ở mức 2% so với tháng trước đó. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, ngày 16 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hungary Rosen Lisztok cho biết Hungary đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán cụ thể với Gazprom vào tuần tới sau khi xác định rõ số lượng nhiên liệu xanh có sẵn vào cuối năm nay. Ông cũng chia sẻ đang tìm kiếm một phương án để tiếp nhận 7 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng để giải quyết bài toán khí đốt trong thời gian tới. Chính phủ nước này cũng đang xem xét đưa ra các biện pháp bù giá ga, doanh nghiệp và hộ gia đình. Ngày hôm qua, một cuộc không kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào đồn biên giới của Syria đã khiến 15 người tử vong. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông thông tin. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực bùng phát từ đêm thứ hai giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người quốc ở biên giới phía bắc Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường pháo kích vào các vị trí của lực lượng người quốc sau khi bị tấn công khiến một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn pháo dữ dội và tấn công bằng máy bay chiến đấu. Căng thẳng có thể châm ngòi cho xung đột quy mô mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên kéo dài gần một năm qua. Các cuộc tấn công nhỏ lẻ qua lại giữa quân đội Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng trong những tuần qua. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế AME 2022 và hội thao quân sự quốc tế AME Games 2022 ở công viên Patriot ngoại ô Moscow, Nga đã giới thiệu nhiều vũ khí hiện đại thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin. Tại diễn đàn, tập đoàn công nghệ quốc gia Nga Rostec cho biết sẽ trưng bày hơn 1.000 mẫu vũ khí các thiết bị quân sự. Trong đó, sẽ tìm kiếm hơn 200 mẫu vũ khí và các thiết bị quân sự hiện đại vừa được xuất khẩu của Nga. Đó là một xe tăng T-14 Armata, hệ thống phòng không OE-2, máy bay không người lái đa chức năng Oslan 10E và Oslan 30, súng cối di động hạng nhẹ AB-25. Đáng chú ý, tập đoàn vũ khí tên lửa Việt Thuận của Nga là đầu tiên giới thiệu tên lửa hành trình mới 69 có tầm bắn lên tới 290 km với tốc độ từ 700 đến 1.000 km/h. Chủ tịch quốc hội diễn đàn, cơ quan vũ trụ Nga đã công bố mô hình trạm vũ trụ mới của nước mình trong bối cảnh nước này có ý định rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tại diễn đàn năm nay, Triều Tiên sẽ ký 45 hợp đồng cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự với trị giá khoảng hơn 500 tỷ rúp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua vòng tứ kết giải vô địch U15 quốc gia 2022 diễn ra.
với hai cặp đấu đầu tiên. U15 Sông Lam Nghệ An đã vượt qua U15 Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 4-0. Còn ở cặp đấu còn lại, U15 Huế vượt qua U15 Long An với tỷ số là 2-0. Hai cặp đấu còn lại của vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày hôm nay giữa đương kim vô địch U15 PVF và U15 Hà Nội. Trong khi đó, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ so tài với U15 Viettel. Tiếp theo sẽ là những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng cầu thủ quốc tế. Tối qua, câu lạc bộ Manchester City thông báo đã chính thức đón tân binh Sergio Gomez từ Anderlecht với mức giá là 11 triệu bảng. Gomez sẽ thay thế cho Zinchenko bên cánh trái, cầu thủ đã chuyển sang câu lạc bộ Arsenal. Huấn luyện viên câu lạc bộ Manchester United Erik ten Hag đang có ý định muốn tái hợp với Hakim Ziyech, ngôi sao người Maroc từng là học trò cưng của huấn luyện viên này tại Ajax Amsterdam. Hiện tại, Hakim Ziyech đang không có suất đá chính tại Chelsea và có thể sẽ chuyển tới Manchester United để làm việc cùng với người thầy cũ. Câu lạc bộ Barcelona đã ra giá bán Aubameyang 21 triệu bảng cho câu lạc bộ Chelsea. Ngoài ra, Barcelona cũng cân nhắc việc chiêu mộ Marcos Alonso theo chiều ngược lại vào thương vụ này. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký văn bản giao 6 tổ công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 41 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có kết quả giải ngân dưới mức trung bình của cả nước là 34,47%. Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thanh tra sửa đổi và dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2022 và hội thao quân sự quốc tế Army Game 2022 ở công viên Patriot ngoại ô Moscow, Nga đã giới thiệu nhiều vũ khí hiện đại thu sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại diễn đàn năm nay dự kiến sẽ ký 45 hợp đồng cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự với trị giá khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
xem thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Chỉ cần đưa thông tin này cho nhân viên y tế, sau đó cơ sở khám chữa bệnh sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu để tiếp đón theo quy trình hiện hành. Chương trình Sống An Toàn ngày hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình lần trước, các bạn đã biết đến lối chơi chữ theo kiểu nói lái. Hôm nay, chuyên gia ngôn ngữ tiến sĩ Đỗ Anh Vũ sẽ giúp chúng ta tìm lời giải đáp cho một số câu đố theo lối nói lái của người xưa rất thú vị. Chẳng hạn như là bằng cha, bằng chả, bằng trà, con nít nghe nói sợ đà thất kinh. Rồi câu khoang đầu, khoang cổ, khoang lai, bò la bò liệt, đố ai biết gì. Hay câu cái gì hình dáng vuông vuông, nắm cho nó chặt kẻo buông nó phình. Cây chi hình dáng xinh xinh, hễ cà thì nhột cùng mình người ta. Phần cuối chương trình trong tiết mục đi tìm điểm tích, mời các bạn nghe một giai thoại sử dụng lối nói lái của chương trình Nguyễn Đình Hiệp. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Hằng bắt đầu cuộc trò chuyện. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Cảm ơn anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào biên tập viên Lê Hằng. Xin chào quý vị thính giả. Vâng, thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, nói lái quả đúng là một loại hình ngôn ngữ thật thú vị. Nhiều câu đố nghe rất đặc biệt mà để đoán ra thì không phải là dễ dàng. Thính giả Nguyễn Thị Ngân ở Hà Nội thấy khó hiểu về một câu đố mà theo chị được xây dựng theo lối nói lái như thế này ạ. Có một câu đố tôi nghe thì rất là lạ tai, đó là bằng cha, bằng chả, bằng trà, con nít nghe nói sợ đà thất kinh. Theo tôi ấy, thì đây là câu đố sử dụng cách nói lái gì đó. Tuy nhiên thì tôi cũng không hiểu cụm từ nào được dùng để nói lái. Rất mong là chương trình giải thích dùng. Vâng, tiến sĩ có thể giúp giải thích để thính giả hiểu rõ hơn về câu đố này ạ. Bằng trà, bằng trà, bằng trà. Thì hai cái chữ bằng trà, bằng trà có nhiệm vụ lấy đà rồi. Để dẫn vào cái chuyện quan trọng nhất là bằng trà. Thì bằng trà thì nói lái sẽ thành bà chẳng. Bà chẳng hay đâm ra để dọa trẻ con. Giống như ông bà bị, tâm thân gian hay dọa như thế. Cho nên là con nít nghe nói sợ đà rất kinh. Cái nói lái ở đây cũng là nói lái theo nguyên tắc là đạo phân vân của hai âm tiết. Vâng, và như vậy trong câu này cụm từ quan trọng được sử dụng để nói lái là bằng trà, và ở đây chính là ba chàng, một nhân vật thường được sử dụng để dọa trẻ con. Và một câu đố khác có liên quan đến hình vuông và một loại cây nào đó nghe cũng khá là đặc biệt. Mời anh Vũ và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống. Cái gì hình dáng vuông vuông, nắm cho nó chặt kiểu buông nó phình. Rồi An ơi, cậu đang đọc cái gì đây? Nghe gì mà một cười thế? Đây là câu đố đấy. Thế à? Ừ, nghe cũng rất là lạ tai. Không nhận. Ừ, này cậu nghe thử nhá. Cái gì hình dáng vuông vuông, vuông vuông, nắm cho nó chặt kẻo buông nó phình. Đấy, rồi là cây chi hình dáng xinh xinh, hễ cà thì nhột cùng mình người ta. Đấy, cậu có biết hai câu này nói về những cái gì không? Ôi gớm, nghe một cười thế nào ấy. Tưởng như là đều nói về hình dáng này. Cái thì vuông vuông, cái thì xinh xinh, lại còn sợ nó phình, hay cà thì nó nhột. Đấy. Ôi, chịu thôi, không đoán được đâu. Đấy, câu này chắc là kiểu chơi chữ gì đó của người xưa. Nhưng mà kể ra thì cũng khó hiểu thật. Mình thì mình cũng chả biết đâu. Có thể là chơi chữ thật đấy. Vâng, tiến sĩ có thể giúp giải thích để thính giả hiểu rõ hơn về câu đố này ạ. Cái gì hình dáng vuông vuông, nắm cho nó chặt, kẹo buông nó phình. Đây là một cái chơi chữ cũng khá là thú vị, bởi vì hai cái từ ẩn ý cái nói lái thì nó không ở gần nhau mà nó ở cách nhau một âm tiết. Thế thì nắm cho nó chặt, kéo buông nó phình, thì hai cái từ quan trọng ở đây chính là buông phình. Buông phình thì nói lái là bình phuông, và phuông thì rất là gần âm với cái chữ phong, có thể là một cái góc chệch của phong. Cho nên là ở đây là buông phình chính là cái nói lái của bình phong. Bình phong giống như một cái tấm vách, một cái bức vách che ngăn ở trong nhà để nó tạo ra một cái sự kín đáo riêng biệt, cũng có thể là mang tính chất trang trí. Trong các ngôi nhà xưa của người Việt ấy, hay có một cái bức bình phong. Thông thường thì cái đơn vị mà nói lái gồm hai từ, nó phải gần nhau để cho người ta dễ nhận biết. Thế nhưng mà đây nó cũng có sự giãn cách nhất định để tạo ra một độ khó khi mà cái
người giải đố mà phát hiện được ra thì sẽ càng thấy thú vị và thấy nó hay. Vâng, câu thứ nhất là câu đố về cái bình phong. Còn vì thứ hai, cây chi hình dáng xinh xinh, hễ ca thì nhột, cùng mình người ta. Câu này là câu đố về cái gì ạ? Cây chi hình dáng xinh xinh, hễ ca thì nhột, cùng mình người ta. Thì hai cái từ khóa quan trọng để tạo ra cái nói lái ở đây là ca nhột. Và ta thấy là nó không hợp với nhau mà nó bị ngăn cách với chữ thì, thì tạo ra một độ khó nhất định. Thế thì ca nhột thì nói lái chính là cột nhà. Thì đây chính là cái cột nhà này. Đọc qua thì mình tưởng rằng là ca nhột nó giống như là bị cụ đạch ấy, để cho nó nhột. Thế nhưng mà tinh tâm một tí thì mình sẽ thấy rằng là đây là chỉ là cái câu nói lái về cây cột nhà. Cái chi hình dáng xinh xinh chỉ là câu đưa đẩy thôi, bởi vì là thường thì dân gian này thích nói phải đủ cái cặp lục bát để cho nó có vần, có điệu, nhịp nhàng. Bao giờ trong cái câu lục bát ấy thì nó sẽ có những cái thành phần mang tính chất là dẫn dắt đưa đẩy để hướng đến từ khóa quan trọng, thì nó sẽ nằm ở vị trí sau. Cái quan trọng mấu chốt cái bí mật của ngôn ngữ thì nó nằm ở cái chỗ hễ ca thì nhột, thì người nghe có thể là phát hiện ra là ca nhột chính là nói lại của cột nhà. Như vậy vế này có hai từ quan trọng, đó là ca nhột tức là cột nhà theo lối nói lái mà có một từ ngăn cách ở giữa. Và xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Thưa các bạn,
chàng trình Nguyễn Bình Khiêm, nhà tiên tri lỗi lạc, ông cũng đã đưa ra những lời sấm truyền rất chính xác cho nhiều năm sau. Chàng cũng là người rất tài tình trong việc chơi chữ nói lái. Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt. Trường Giang để chơi. Lúc này chỉ có một mình Giang ở quán. Quá trình ở đây, cháu bé nhiều lần đòi chơi cùng. Bực tức vì bị hỏi nhiều, Giang đã cầm chiếc chày bằng kim loại vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu sau của cháu bé, khiến bé đập đầu xuống sàn nhà và khóc to. Thấy cháu gọi mẹ, Giang dùng tay bịt miệng bóp vì cổ cháu bé trên sàn nhà. Một phút sau, cháu không khóc nữa và nằm im. Khi Giang bỏ hai tay ra, ra ngoài cửa quán để quan sát thì cháu bé bất ngờ tỉnh dậy. Thấy vậy, Giang nảy sinh ý định giết cháu bé nên đã dùng dây dù buộc siết chặt cổ, hành hung khiến cháu bé bất tỉnh. Sau đó đối tượng cho nạn nhân vào thùng giấy rồi nhét vào ngăn đông của tủ lạnh. Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu bé kiểm tra camera thấy cháu bé vào quán trà sữa của Giang, nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Linh cảm có chuyện đáng ngờ, mọi người phá cửa quán xông vào bên trong. Khi kiểm tra tủ đông thì bất ngờ phát hiện và đưa cháu bé đi cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương đã cấp cứu kịp thời, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Rất nhiều người dân bất bình trước hành động dã man của Nguyễn Trường Giang và mong muốn pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc với đối tượng này. Vậy đối tượng Nguyễn Trường Giang sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hừng Đông sẽ cung cấp thông tin về nội dung này. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, chắc là một phụ huynh thì anh cũng rất bất bình với hành động vô nhân tính của Nguyễn Trường Giang đúng không ạ? Tôi rất là phẫn nộ trước cái hành vi vô nhân tính của đối tượng Nguyễn Trường Giang. Bởi vì cái hành vi này nếu không được phát hiện kịp thời thì nó có thể tước đi sinh mạng của cháu bé. Một đứa bé mà mới có 3 tuổi, chưa có khả năng tự vệ, chưa nhận thức được mối nguy hiểm xung quanh, thì hành vi của đối tượng Nguyễn Trường Giang là hành vi đáng bị lên án và cần phải nghiêm trị. Sau khi gây án một ngày, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự và khởi tố Nguyễn Trường Giang về tội giết người. Anh có thể giải thích cho thính giả hiểu vì sao Giang lại bị tạm giữ về tội danh này? Người bị tạm giữ là người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang và bị bắt theo quyết định truy nã, hoặc là người phạm tội tự thú, đầu thú, và đối với họ đã có quyết định tạm giữ. Đây là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc là sẽ tiếp tục phạm tội. Trong cái vụ án này, sau khi mà đối tượng Nguyễn Trường Giang thực hiện xong hành vi thì đã bỏ trốn. Vì vậy, để đảm bảo quá trình điều tra, phục vụ cho việc điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ đối tượng để điều tra là phù hợp với quy định pháp luật. Về tội danh ấy, tuy là hậu quả chết người chưa xảy ra, nhưng mà có thể phân tích cái hành vi của đối tượng Nguyễn Trường Giang như sau. Về mặt khách quan, đối tượng Nguyễn Trường Giang có hành vi làm chết cháu bé được thể hiện qua các hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho cháu bé chấm dứt sự sống. Nếu một đứa trẻ ở độ tuổi 3 đến 4 tuổi mà đưa vào tủ cấp đông một thời gian ngắn, 30 phút cũng có thể gây tử vong. Trường hợp này cháu D còn có tình trạng thương tích bị bóp cổ, bị trói, không có khả năng để thoát ra ngoài. Về khách thể, hành vi nêu trên xâm phạm đến tính mạng của người khác, quyền được bảo vệ về tính mạng. Về mặt chủ quan thì đối tượng Nguyễn Trường Giang khi thực hiện hành vi này đã hoàn toàn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp khi đã chủ định làm ngất cháu và sau đó thì đặt cháu vào thùng cấp tông và cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Về chủ thể thì theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra thì Giang là người có năng lực, trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự. Điều 15 Bộ luật hình sự quy định về người thực hiện hành vi phạm tội mà chưa đạt như sau. Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì
những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Nguyễn Trường Giang ấy, thì đã thực hiện các hành vi theo cái điều tra ban đầu, cơ quan điều tra như vậy. Và chúng tôi cho rằng đối tượng cũng mong muốn cái hậu quả chết người xảy ra, làm ngất cháu này, cho cháu vào tủ đông bỏ đi này, rồi nói dối về việc là không gặp cháu đây. Tuy nhiên do được phát hiện kịp thời nên hậu quả chết người đã không xảy ra. Cái việc mà hậu quả chết người không xảy ra này là nằm ngoài cái sự mong muốn của đối tượng. Do đó, theo những cái thông tin ban đầu của các cái cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, thì hành vi của Giang đã có dấu hiệu đủ các cái yếu tố cấu thành của tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Một số thính giả cho rằng là đối tượng này phải tử hình về hành vi của mình mới đúng. Luật sư có thể giải thích cho thính giả hiểu về nội dung này được không ạ? Về tội giết người ấy, thì theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 ấy, khung hình phạt có thể từ 1 năm đến là tử hình. Cụ thể theo khoản 1 thì người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù chung thân hoặc là tử hình. A là giết hai người, B là giết người dưới 16 tuổi. Phạm tội không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của điều 123 thì có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, phạt quản chế hoặc là cấm đi khỏi nơi cư trú từ 1 đến 5 năm. Bộ luật hình sự quy định tại điều 57 về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội hoặc là phạm tội chưa đạt ấy, thì quy định như sau. Khoản 1 thì quy định là đối với hành vi chuẩn bị phạm tội hoặc là hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các cái điều của Bộ luật hình sự về các cái tội phạm tương ứng, tùy theo mức độ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Hai là đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi khung hình phạt được quy định cụ thể ở các điều luật. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu mà điều luật được áp dụng có hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình ấy, thì khi áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức hình phạt tù mà điều luật quy định. Trong trường hợp này ấy, nếu mà cơ quan điều tra như viện kiểm sát và tòa án xác định được cái hành vi của Nguyễn Trường Giang là phạm tội giết người, truy cứu trách nhiệm cũng như đưa ra xét xử với Giang, thì Giang có thể bị phạt tù mức cao nhất. Vâng, đặt giả thiết đối tượng được cơ quan có thẩm quyền giám định bị can Giang bị tâm thần, cháu bé không tử vong do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, vậy thì hành vi phạm tội của đối tượng có bị xử lý với khung hình phạt cao nhất hay không? Điều 21 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự như sau. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc là một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc là khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây là trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Do đó, nếu đối tượng được cơ quan có thẩm quyền giám định là bị tâm thần tại thời điểm thực hiện hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hậu quả mà hành vi gây ra xâm phạm đến các quan hệ dân sự khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 586 nhân sự. Đây là người mất năng lực hành vi nhân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc là không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường. Ngoài việc xử lý hình sự thì đối tượng còn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự. Đối với vụ việc này thì sao, thưa luật sư? Trong vụ việc này thì cha mẹ của cháu D hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường về dân sự cho cháu đối với nội dung liên quan đến thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại điều 590 Bộ luật dân sự, bao gồm là các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa này, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất vì giảm sút của người bị thiệt hại, chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị nếu mà người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại, bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại.